Rồi con chào dì Tư, chào anh Hiệp. Thì cái câu chuyện mà lùm xùm trên mạng bữa giờ đó thì vợ anh mới đám cưới 11 ngày mà vợ anh bỏ anh và ôm tiền với vàng đi đó. Thì cái câu chuyện bữa giờ nó cũng xùm trên mạng thì dì Tư với lại anh Nghiệp có bức xúc gì hoặc là có cái gì muốn gửi gắm thì dì Tư với anh Nghiệp nói ha, chia sẻ lên ha. Kính chào khán giả như tin kinh của anh Trúc Ngân. Tôi cũng bức xúc gì mà mới làm một cái đám cưới được đứa cháu dâu cũng hết sức thương yêu nó mà không biết lý do gì á mà nó bỏ nó đi. Bây giờ hôm nay cũng lâu rồi, cũng nói hoài cũng có nhiêu đó mà thôi, bây giờ không cầu mong gì hết. Cầu mong vì sao? Cộng đồng mạng, quý khán giả có thấy cô Linh này ở đâu, dù bất cứ nơi nào là nhắn cho số điện thoại của YouTube của anh Trúc Ngân đặng liên hệ, đặng kêu cô Trúc Linh về đặng khỏi quấy ra sao, chứ không có mong muốn điều gì hết. Khi làm đám cưới hai họ hai bên tổ chức gần gang, mà khi đổ chuyện ra rồi kẻ lớn người nhỏ đều nánh tré, không ai muốn để mà trực tiếp mà gặp cô Trúc Linh về hết. Nói về qua bên đàn gái cũng hình như làm ngơ là cũng không muốn là để tìm cô Linh về hỏi, thì nói liên lạc không được, nói làm sao mà liên lạc không được, con trong gia đình mà nói sao liên lạc không được, đâu phải một ngày một bữa đâu, đi nay cũng cả nửa tháng rồi chứ đâu phải ít đâu mà nói mà liên lạc không được. Thì gia đình mình qua bển được mấy lần rồi cô? Gia đình đó thì cũng nó đi bữa là mùng 10 rồi là 11 đi qua bển trực tiếp gặp gia đình, gặp mẹ của Trúc Linh và đồng thời gặp luôn cậu Chính. Rồi cậu Chính nói để là để giao quyền cho anh hai, hình như cái đó là muốn đổ trách nhiệm thôi chứ không có nói giao quyền cho anh hai rồi mà điện thoại không bắt máy. Thì cái chuyện của người lớn khi mà cô với cha cô mẹ anh Nghiệp qua hỏi thăm hỏi cưới chị Linh á thì mình giáp mặt với người lớn thì người lớn đứng ra giải quyết, chứ tại sao mà phải đưa cho anh hai của Linh ra đứng ra giải quyết là sao? Thì bởi vậy cái điều đó mình lúc đó nói ra thì mình cũng hơi thắc mắc, nhưng mà mình nghĩ là cậu Chính cũng ổng là người lớn, thử lời nói ổng thôi có đúng như cái sự việc của ổng nói ra hay không, nhưng mà hình như cái lời nói ổng không có đi đôi với việc đó. Nói ra nói á, thì kêu anh hai giải quyết mà điện thoại anh hai có bắt điện thoại đâu, mà từ đó tới nay cũng cả nửa tháng rồi giải quyết được cái gì, hình như là nói để cho có nói để cho nó qua tu qua lề thôi chứ là hình như không có cái trách nhiệm. Mà trong khi đó là tôi bước đến tôi hỏi cưới Trúc Linh là hình như là có mặt mấy cậu đầy đủ hết, có hai họ hai bên đầy đủ hết, mà đủ chuyện ra rồi thì cái này cũng nguôi ngoài ý muốn, thì tôi mong muốn sao nhưng này ngoài ý muốn thì đổ dở ra rồi thì hai bên thì mình cũng đồng lòng hiệp sức để nhau để mình tìm kiếm cái cô Linh cổ đi lý do gì, rồi hình như là không có cái trách nhiệm mà đổ lỗi hết là bỏ bê thôi. Hình như là tôi không có nói chuyện với mấy người đó trong những ngày trong cái đám cưới đó hay sao á. Vậy là bây giờ nói chung là những cái người lớn bên đó, bên Trúc Linh là giống như là từ bỏ cái trách nhiệm của mình. Bây giờ muốn giao lại cái trách nhiệm đó là giao lại cho ông anh của anh hai của chị Linh. Khi mà mình qua mình nói chuyện thì nói chuyện với người lớn bên gia đình của Trúc Linh là cha mẹ cậu mợ gì bên đó. Còn đây là chỉ là anh hai thôi. Anh hai thôi, nhưng mà cái khi mà nhưng mà bởi là mình qua thì nói chuyện cậu Chính, cậu Chính ổng nói là ổng giao quyền cho anh hai. Tôi nghĩ cậu Chính là người lớn cũng là cũng công chức trong nhà nước cũng như ổng cũng hiểu biết được chút đỉnh, tôi nghĩ là ổng nói như vậy vậy cũng y như cái lời ổng nói, nhưng mà ổng nói vậy là không có đúng theo cái lời ổng nói giao cho anh hai. Mà khi tôi qua tôi nói cưới Trúc Linh thì không có nói chuyện với anh hai, nhưng mà ổng giao thì mình nghĩ ổng là cậu Chính thì ổng giao có trách nhiệm, thằng kia thì cũng phải có trách nhiệm, mà giao rồi hình như là cũng không có trách nhiệm luôn, điện là không bắt máy, mà tới nay là cũng cả nửa tháng hơn rồi không có cái gì thay đổi hết, cũng đi và vẫn đi không biết lý do gì luôn. Rồi trong vòng nửa tháng nay là bên đó có điện qua là nói là tình hình của chị Linh này sao không không điện ra là đã là từ đó là tôi không điện cho cậu Chính nữa, tại vì cậu Chính ông nói là để giao quyền lại cho anh hai, rồi điện anh hai thì anh hai không bắt máy, rồi điện mẹ thì mẹ nói khi nào Linh về thì mẹ đuổi Linh đi là hàng ghế điện nha, chứ mẹ không có chứa. Mà điều đó thì cho mẹ có điện và có hay không có gì mình cũng không có biết,
trước mắt á, là mình thấy là Linh không có liên lạc được, là cũng như là mình nghĩ là gia đình không có động viên, không có nói gì rồi. Dạ. Thì có anh Nghiệp có điện về cho mẹ vợ. Mẹ vợ anh nói là bây giờ khi nào mà Linh về thì mẹ vợ anh đuổi Linh đi, không cho vô nhà nữa. Chứ, đây à, chứ không nói về cái trách nhiệm là ừ nó vậy thì thôi lỡ rồi mẹ gửi lại tiền quà lễ cho con hay là gì, là cũng không nói về cái vụ gì đó hết. À, nói chung là thì cũng thấy là bên gia đình bên đó thì cũng muốn là chối bỏ cái trách nhiệm. Và chị Tư có nghĩ là cái đám cưới này có sự sắp xếp trước hay là sao không người ta? Tôi nghĩ cái trong đám cưới này con Linh nó có sắp xếp chủ sắp xếp trước, nhưng mà mình á, mình thật tình mình thương yêu nó nên mình cũng không có nghĩ là những cái lời của nó nói. Dạ. Nhưng mà qua sự việc rồi á thì tôi nghĩ cái lời nó nói là nó có sắp đặt, tại dạ. vì nó kêu đám cưới đằng này khỏi lời tới nhà nó rước dâu, chỉ đón ở Ta Bè thôi. Dạ. Rồi lúc đó là tôi không có chịu, tôi nói với ông xã tôi nói không, dù sao cũng phải đến cái nhà chứ đâu mà ai rước dâu mà dọc đường. Dạ. Tôi nghĩ đó là nó sợ là mấy cậu mợn á là với đằng này đi qua xa xôi thôi, chứ tôi không có nghĩ là nó nghĩ một cách xa xôi hơn nữa. Dạ. Vậy là chị Linh này có cái sự tính toán trước là khi mà đám cưới là không muốn bên gia đình bên đàn trai và biết nhà cửa mình ở đâu đó, cho nên thí dụ như không muốn cho mình biết thì thí dụ như Linh mà có làm cái chuyện gì đi nữa thì mình cũng đâu có biết nhà cửa ở đâu đâu. Thì mà tiệm ông xã tôi không chịu, ông xã tôi nói là cái gì cái cũng phải cho biết nhà, cho biết người lớn. Dạ. Rồi nó nói là ở bên đó là trọng nam khinh nữ gì đó, rồi nó không chịu. Ừ. Không chịu cho đến nhà, nhưng mà nói riết á thì nó cũng về, nó cũng khuyên giảng với mấy cậu nó sao được. Cuối cùng cậu chính nó có chủ động là điện kêu bên đây qua đi, rồi đằng này người ta tiếp. Dạ. Rồi nên đến vậy là đằng này có qua, đằng này có qua là bữa 10-12 mà đi đâu 6-7 người gì đó, là đi qua bển là đi 3 triệu tiền nước. Qua bển thì nó cũng đãi đằng gì lẩu mắm rồi ốc luộc rồi bún xào gì đó, cũng thiếu xào rồi dịch qua gì đó, mà trong khi đó là này đi 6 người là đi 3 triệu tiền nước. Yeah. Với đồng thời nạp tài là 10 triệu. Yeah. Với một đôi bông vàng 24 một chỉ nữa. À là bây con nghe nói là 10 triệu đó mà không có hai vợ chồng không có sách, không có chở nhau đi mua đồ kỷ niệm. Đúng mà rồi. Lại giao lại cho anh hai với lý do gì? Cái điều đó thì nó có nói với tôi là 10 triệu đó nạp tài là con không có sắm quần áo. Thì tôi tự nghĩ tại vì cái tiền đó đàn trai đã cho rằng gái còn sắm hay không sắm gì là quyền sở hữu riêng tư của nó, nên tôi cũng không có tò mò tới chi. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình cho như vậy thì cho chị Trúc Linh thì cho chị Trúc Linh cũng giống như là cho anh Nghiệp, đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là tại mình nói mình cho nó rồi là quyền sở hữu của nó tiêu xài vào mục đích nào thì tùy nó. Nhưng mà đổ dở ra rồi là tôi nói con nhỏ này là nó cũng chủ động trước rồi, nó mới tiền này với đem cái đáng lẽ thì lâm theo ở dưới quê tôi là miền Tây, là tiền đó là sắm đồ cưới rồi gì, đồng thời mình có thương chồng mình cũng sắm cho nó cái quần hoặc cái áo. Yeah. Tại vì tiền cho nạp tài mà. Yeah. Rồi nó chủ động rồi nó không có sắm sửa gì hết, rồi tôi cũng không nói luôn tại mình cho nó rồi. Rồi đổ bể ra là tôi nghĩ con nhỏ này nó là nó đùa lão rồi. Dạ. Dạ. Thì cô nghĩ như chị Trúc Linh như vậy bả có cái hành động là bây giờ trước mắt là mình thấy là lừa đảo rồi, thì mình có cái lời gì mình cảnh tỉnh cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hoặc là người thân xung quanh mình, cô có chia sẻ gì không? Bởi vậy bây giờ nói về cộng đồng mạng hay là quý khán giả hay thanh niên hay người cụ già bé gì đó, nếu quen biết nhau á, trên mạng xã hội gì cũng phải tìm kỹ, đừng có để bị lừa như cô Nguyễn Trúc Linh lừa cháu tôi là Cao Văn Nghiệp. Ừ. Một lần là bị lừa đảo vậy đau khổ lắm quý khán giả ơi. Ừ. Yeah. Anh nghe nói là anh mang cái đêm đó là anh khóc nguyên đêm. Nói vậy chứ môi vợ chồng nói sao không thương, một ngày là cũng vợ chồng cũng tình nghĩa, đi rồi là cháu tôi suốt đêm đó không có ngủ nghe hết, rồi đằng này thì cũng động viên cũng không có kém gì nó. Yeah. Nói chung thương thì mới cưới, không thương cưới làm gì. Ờ đúng rồi, nó thương nó mới cưới, rồi đằng này cũng vậy, cũng thương yêu nó là cũng cưới hỏi cũng rước dâu rồi đàng hoàng, cũng cực khổ lắm, có sung sướng gì đâu. Yeah. Một người là con tính để mà lừa, còn một người đặt hết niềm tin để mà
để cái hạnh phúc của mình. Bởi vậy Trúc Linh, con có nghe lời Tư nói thì con cứ tỉnh cứ nghĩ lại đi, con làm như vậy cái chiêu của con làm quá dở. Chứ nếu mà đây trò theo người khác chưa đâu con làm như vậy là con chưa có hay lắm đâu, con chưa có đạt đâu. Yeah. Rồi thấy là cảm thấy kiểu như là vô hết nổi, cho nên là đi sớm thì cho nhanh chứ con đi như vậy là con chị Tư thấy con cũng quá dội đó. Thì để lâu lâu chắc quơ được mớ nặng ha. Theo ấy là con cũng mới 11 ngày mà con đi vậy thì con còn quá giỏi. Nhưng mà 11 ngày mà lấy gì cũng hay lắm hết con. Lấy mấy chục triệu vậy đâu. 5, 4 chỉ 24 với 1 chỉ. Với 1 3 chỉ, 3 chỉ 24, 1 chỉ 18. 4 chỉ 24, 1 đôi vòng 1 chỉ, 3 chỉ cộng dây chuyền nữa với 1 cặp nhẫn 18. Nhưng mà con cũng giỏi, nó cũng tìm cách, nó cũng lợi của chồng nó, là tính ra là con cũng giỏi nhưng mà con cũng chưa có cao siêu hơn nữa. Tại, còn cao siêu nữa. Tại vì con dội vàng quá, chứ nếu mà con chưa dội vàng thì con không có lấy được nhiêu đó đâu, con còn nữa, con còn nhiều nữa chứ không phải nhiêu đó đâu. Chắc có lẽ là thấy cô nói là hết tiền, hết có mất được rồi cho nên đi sớm. Nói vậy giờ rồi con có nghe hay con có thấy gì đó thì con đi về bên nhà con đi. Rồi con nói chị Tư gì qua phải quấy đi, rồi đằng này ta không có lỗi phải gì với con đâu. Chứ con đừng có núp né té nữa, né nữa. Không cơ không đi tìm thôi, đi tìm thì không sớm thì muộn thì con cũng gặp đó. Cũng quay lòi thôi. Cũng quay lòi bởi vậy thôi, giờ con có núp né đâu thì con đi về đi. Nếu mà gia đình hiện tại mà nói cô Linh không tư ý về, chứ lại là gia đình bên phía Linh cũng không liên hệ, thì bây giờ mình chi tố ra nếu mà nhờ cơ quan chức năng cũng liên hệ gia đình của chị Linh này chứ hai con. Thì nếu mà Linh mà không có kêu gọi gì rồi Linh không về thì đằng này cũng phải có tiền để phát sát nhờ cơ quan chính quyền địa phương rồi đặng kêu gọi Linh về đặng giải quyết đâu đó cho nó rõ ràng. Chứ bây giờ khi mà hai bên thông gia với nhau cũng có qua người lớn đại diện thì tất nhiên nếu mà vụ việc này cũng phải người lớn cũng phải có trách nhiệm chứ hai con. Đúng rồi, tại vì đằng này nó đi vào mùng 10, 11 là đi qua bển là nói phải quét cho người lớn nghe. Nhưng mà người lớn nghe rồi cũng đâu vào đó, cũng làm như đổ trách nhiệm, không ai mà chịu đứng ra để mà bảo đảm cái chuyến đi của Linh hết trơn. Nó là cứ đổ lỗi, nó là không biết để nó về, thì tôi nói nó qua rồi biết chừng nào vậy. Rồi mà nói thí dụ như không về rồi sao, không về rồi thôi cho qua hay sao? Không về rồi nhờ cơ quan chính quyền địa phương rồi giải quyết rồi sao chứ. Có nhiều người ta bình luận, ta nói là cái tiền này không lấy được, hai chuyện khác nhau. Giữa vợ chồng ở lâu á mà mâu thuẫn đi thì khác, còn chuyện này là dạng lừa đảo đã gõ rồi ha, ở mới mười mấy ngày thôi mà lấy tiền vàng đi thì nó câu chuyện nó khác. Mà đây là cái câu chuyện dính về hình sự luôn. Nếu mà cô thưa rồi thì chi tố, nếu mà cô này đã gành luôn rồi cái vấn đề của mình, cái câu chuyện mà đến nhà của anh Nghiệp ở đây rồi dẫn đến bây giờ bỏ đi thì nó có toan tính cũng như là tính trước từ ban đầu. Khi biết mỗi lần mà đều, mỗi lần mà khi mà đến cứ mỗi dịp mà trái cây bán sầu riêng là cô ta đến ha. Đến đều luôn, đến trước ngày. Đến trước ngày. Lúc có hỏi anh thì sao? Không hỏi, nghe lái nói mười mấy cắt từ đây cũng nói nữa, em có qua phụ được qua. Vợ nói để gì coi. Để gì coi đó là trước ngày không ha. Trước ngày. Cái đó thì nói thì cũng đúng, tại nó ở xa thì nó qua trước thì cũng được. Cái nào mình chưa mà cụ thể không, cụ thể hay là qua đây chú biết là nó sao? Qua là nó nào ngay, nó ngồi ngay cái đống sầu riêng đó, người ta cân thì mình coi rồi mình ghi rồi tính tiền. Thì cái nào mình nói đúng, cái nào sai thì sai, tại nó ở xa mình để sáng qua liền thì vội vã thì đi không kịp. Qua trước thì cái điều đó thì cũng đúng. Trời ơi, tới ngày hôm nay là cô cũng đã nói là anh Nghiệp cũng lên xã ở phường ở đây của mình, rồi với lại qua bên phía Vĩnh Long bên cô đó luôn. Là cũng có trình báo là đơn là để mà báo tình trạng vậy ha. Đơn qua bên Vĩnh Long nói là đám cưới bên đây phải đem về đây chứ không có đem qua bên. Nhưng mà mình phải trình báo hai bên để cho người ta xử lý, mà dù vụ việc xảy ra ở đây cũng phải trình ở đây luôn, trình đây trước. Để mà thứ hai nữa là gia đình cũng muốn là truyền tải những cái video này, cảnh giác cũng như là tìm kiếm quý vị khán giả khắp mọi nơi mà có thấy cái hình ảnh mà trên màn hình á, thì quý vị có thể liên hệ kênh hoặc là liên hệ gia đình thì liên hệ như thế nào cô? Liên hệ thì con có cho số thì chú
không không nên đâu. Bây giờ nói chung mà đưa nhiều khi có những người ta phá phách người công. Vậy thì liên hệ với tên thì tụi con có gì mà tụi con nhắn lại với gia đình, con gọi gia đình đưa chú về ủy ban hay gì, có số công an không? Có số công an đó, mấy anh chị nào ở gần đó báo số. Có số công an cũng được, lấy công an đi. Lấy cái số công an, mà hỏng số công an đưa cho chị đó, chị ba chị còn giữ không chị ba? Báo cho công an ở cả Cẩm Sơn đúng không? Công an, tại vì công an chứ mình đưa gia đình nhiều khi cũng nguy hiểm. Là thấy thì chị đưa cho lấy cái số điện thoại của công an xã đưa cho có gì rồi liên hệ. Báo gì? Nó gọi lấy gì? Là gọi hội rồi nó đưa cho chú. Dạ. Mình tại công an xã của hổng cũng có cho số, nếu nhiều gặp cô này ở đâu thì là trình báo phải không? Trình báo. Dạ. Mình báo giúp cho cái đây là một cái trường hợp lừa chứ không phải là đơn giản. Một người mà đến đây mà thật tình thôi cả nhà. À, cô ta cũng là một người đã từng có chồng rồi, còn anh Nghiệp thì chưa, chưa có từng có gia đình. Cũng nói chung là hỏi thật nha, hồi đó thì anh có đi chơi bời rồi không hay là chỉ có làm ở đây thôi? Chỉ có đi chơi, đi làm ở đây thôi, rồi có quen được người bạn được nửa năm á, rồi nửa năm mới quen là trong đời vậy rồi dạ. Tới giờ cứ vậy luôn thế à? Chứ dạ. Không có chưa rồi về chia tay rồi bị tai nạn á, rồi dạ. Xong chứ không quen rồi tới giờ cưới Linh nè, con Linh nè. Nói gì thì ở đây cũng hơi bức xúc, cũng buồn. Đã ở đây mình chủ động mình qua bên tới nhà thằng gái rồi, đặng nó báo cáo rồi cho nói là Trúc Linh đi vậy. Rồi ở bển cũng biệt tâm tâm cát rồi. Nín thinh không ai mà điện hỏi thăm coi gì kiếm tìm được chưa. Hình như muốn đổ lỗi trách nhiệm chứ theo tôi nghĩ là nó có liên lạc ở bển đó. Chứ làm nói thăm cô. Chứ nói thì sao mà con trong gia đình mà đi như vậy rồi không liên lạc, nó cũng có nhà có cửa, cũng có ông cũng có bà, chứ đâu phải ví dụ nẻ chung lên đâu mà không có ông có nói bà. Chung đầy đủ hai bên, nói chung cũng có ông bà, rồi chỉ có cha là thiếu hả cô? Cha thì thiếu, nghe nói là lúc mang bầu là mấy tháng rồi cha bỏ đi ha gì đó. Anh chị cũng đầy đủ mà nói thì chung là thì qua nói chung gia đình anh Nghiệp cũng có qua và đại diện người lớn rồi để qua hai bên gia đình hết trơn, cũng có những hình ảnh đám cưới đồ chứng minh hết trơn. Bởi vậy với bên đây cũng hơi bức xúc, cũng hơi buồn, tại sao mà đám cưới cũng gỡ gàng có hai họ anh được chứng kiến, cũng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu mà chưa đủ đổ vỡ ra rồi thì không ai mà đứng không ra ai trách nhiệm hết. Không ai có trách nhiệm hết trơn. Tôi nhớ là cái cuộc mà đưa dâu rước đồ đó nghe chúc mừng hai họ rồi bia cũng đồ cũng vô cũng gì y vậy đó. Tới có chuyện không ai cái đứng ra luôn. Tới có chuyện ra rồi mà sao không thấy ai để mà đứng ra để mà kêu gọi Linh về hay sao? Dạ. Cứ là bữa đó gặp người cậu nói cái gì liên hệ với anh hai vậy rồi. Rồi vậy quầy luôn ha. Vậy quầy trách luôn. Người này quan thầy ba người kia. Phải thầy vậy rồi xong. Mà khi gia đình bên này đến gặp trực tiếp gia đình bên chị Linh thì có người nào để mà gọi điện trước mặt mình không? Có nói như vậy đó. Thì cậu Chính ổng có điện nhưng mà Linh không có bắt máy. Rồi cậu Chính mới kêu anh hai của Linh điện rồi Linh mới bắt máy. Linh mới bắt máy rồi không biết nói nữa, đi bán cái gì đó ở đâu đó, vậy rồi là xong đó. Rồi nói chuyện với cậu Chính thì được vài câu đó rồi về rồi cậu Chính nói ra về để cậu liên lạc gì đó, rồi về 2-3 ngày không thấy liên lạc gì hết. Mấy điện hỏi ông không nói, cậu Chính không nói, giờ đưa qua cho anh hai rồi mới mốt có gì điện anh hai. Rồi điện anh hai, nay có bắt máy đâu. Nói chung là nếu mà gia đình bây giờ có ngay lúc này thì bây giờ cô mẹ anh Nghiệp cũng ngồi đây luôn đi. Lên đây ngồi luôn đi cô. Mày gia đình mà. Thì ngay lúc này thì gia đình mình á có sẵn có gửi ở đây thì biết chắc có lẽ là Suya cũng có coi à, thì sẵn gửi lời luôn đi, nếu mà coi gia đình bên kia giải quyết như thế nào thì cô cũng gửi lời luôn đi, chứ đâu phải cũng phải có trách nhiệm đúng không? Lúc qua thì ăn nói cũng có chung người lớn, rồi đến khi mà có chuyện thì cũng phải người lớn ra xử lý chứ đâu phải im lặng được, thấy cô? Thì cô có lời gì cũng như gửi đến xui của cô đi. Dạ, có tôi nói hả? Dạ. Bây giờ tôi cũng nói về, bây giờ tôi cũng nhắn gửi chị Xui, bây giờ chị coi Linh ở đâu, chị kêu về đi, rồi giữa chị và Linh với cậu Linh đó qua bên đây nói chuyện phải quấy với tôi đi, rồi tôi coi như thế nào tôi tha thứ cho Linh, còn bằng không á thì sau này chị đừng có nói là sao tôi không cho báo tước nha, để tôi nhờ mấy chú công an và nhờ chính quyền để giải quyết đó. Giờ chị tối chị làm chuyện gì nghĩ kêu Linh về đi. Tôi chỉ nói gì đó thôi.
chứ chị đừng có nói là giờ con Linh không có liên lạc với chị, nói sao tình mẹ con nói sao, dạ, không liên lạc có được. Nó thì chị cứ thủ thủy mà kêu nó về đi, rồi cái gì cũng có hướng giải quyết hết. Còn bằng không là tôi báo chính quyền đó cho, dạ, chị biết vậy đó. Chị tối chị coi chị liên lạc, chị nói với nó đi, chứ chị bên đây thì vợ bên chị chỉ làm tin hoài, tôi không chị, chịu nói đó. Nói thì xin lỗi chị trước, chứ nếu mà hồi bước đầu đi qua ha, mà chị không ra hoặc cậu Chính thì không kêu ghéo qua, chỉ có mình con Linh như hình như bây giờ á, và chắc bên đây không dám qua nói chứ, dạ, đâu. Tại vì có chị rồi có mấy cậu rồi đứng ra, rồi tôi nghĩ là cũng có người lớn đứng ra đàng hoàng lên lần này mới qua, chứ mà nếu mà đổ lỗi như con Linh như bây giờ á, là chắc xin lỗi chị, chắc tôi cũng không dám. Dạ, tại lúc đó đại diện cũng có người lớn nói chuyện mà. Lúc đó đại diện là ông cô Mười á, ông cô Mười là cậu Út á, địa chính á. Ừ. Đứng ra đại diện nói với Dượng Tư em và ông ngoại em á. Ừ. Khi đối cưới Linh là cũng có người lớn, mấy cậu đồ cũng đầy đủ, cậu mợ đầy đủ hết. Chứ nếu mà không có như mấy cậu mấy mợ ra, có mộ mình con Linh đại diện là xin lỗi lần này chắc không dám qua. Sao qua được, tại người lớn người ta chưa có ấy. Bởi vậy rồi đằng này cậu Chính đồ kêu qua cũng đứng ra, cũng hai họ hai bên rồi cũng gỡ gàng. Cũng chúc phúc rồi, bây giờ cái chuyện này cũng không ai muốn. Nhưng mà nó dĩ lỡ ra rồi, mình cũng giang tay với nhau là mình phụ, mình cứu vớt lên coi thì sao. Yeah. Rồi cái này hình như là đổ lỗi về đây hết, rồi im ru như không có chuyện gì xảy ra hết. Yeah. Ngay lúc này bây giờ con hỏi thật cô nha. Nếu bây giờ Linh đi vậy rồi bây giờ quay về cô cho cơ hội luôn hả? Cho dám cơ hội không? Không, cũng như cho cơ hội là về, ví dụ như... Về nó phải quấy đúng không? Phải quấy ba mặt, hoặc là ví dụ tôi, hoặc mẹ chồng, hoặc ông vợ chồng, chồng nó có sai quấy như thế nào nó nói cho hết. Chứ đâu có phải mà đi mà em im lặng một cách âm thầm vậy tôi không chịu. Dạ. Yeah. Tôi không muốn nó chỉ vô đó thôi. Vậy nó nói là tấn rõ ra hết. Dạ. Yeah. Rồi cái đó là tha thứ hay không là quyền của tôi. Đó, bây giờ tôi cũng mong muốn nó như đó thôi. Tại vì đi là đi... đi phải thưa mà về thì mới chừng, chỉ còn cái này đi ngang thì lấy vàng không mà lấy đồ đạc thì đâu phải là đi cái gì đó, cái này đi trốn chứ không phải là đi đi chơi hay gì đó thì cơ hội được không, đi một cách âm thầm không ai biết. Yeah. Thành ra tôi chỉ mong muốn nó nhiều đó đó, muốn gì nó quay về đây nó nói với tôi. Nhưng mà cái này là chứng tỏ là đi theo trai mà, chứ đâu phải là đi vì cái gì, vì có cái tin nhắn là nhắn cho anh Nghiệp đây đúng không? Dạ đúng. Còn nhắn khiêu khích nữa mà, những số tiền như thế nào rồi. À. Còn thậm chí chửi cô qua cái tin nhắn của ai con Linh. Dạ. Vợ em á. Ừ. Chửi còn nói là bao mày để dành số tiền nó lo tiền thuốc cho con mày đi. Trời ơi. Tôi làm gì mà nó nói tôi như vậy bây giờ. Ý mà con dâu mà nó nói chuyện với bà vợ vậy đó. Mất dạy chửi vậy chửi gì đó. Ừ, tôi không ngờ con Linh nó như thế đó. Ừ. Mà lúc mới lại là một ngày hả con? Mới lại là mẹ con một sớm. Rồi. Nhưng mà trong thời gian ở và tới ngày đám cưới đó là gia đình đối xử cô Linh như thế nào? Rất tốt, không có gì hết. Cũng nói là mẹ con mình cho tiền để ra sạp đi, ra chợ bán thì có tốt hay không? Thì mấy cái nghĩ được tiền rồi mẹ chồng cho rồi là vậy đó, mình đối xử với dâu làm sao bây giờ? Đó thì tùy hỷ của nó đi ra nó muốn nói gì nói thì tùy nó. Dạ. Thì ra đi ra thì phải muốn nói xấu à? Đúng rồi, chứ mẹ chồng với cả chồng với ông gì chồng không bây có ai nói gì nữa hết. Nếu mà không mấy chú mà không có tin cái lời chị ba tôi nói, đi vòng vòng ở sớm hỏi con Linh về 11 ngày đó coi bên chồng đói đãi thì sao. Dạ. Yeah. Yeah, mà mấy anh hàng xóm gần đây cũng nói rồi về việc gia đình của anh Nghiệp rồi. Chị ba tôi thì chỉ nghèo thiệt, chứ nghèo tiền nghèo bạc, chứ mà tình nghĩa mẹ con là chỉ không có nghèo. Dạ. Yeah. Ăn đồ uống được, nó về là cũng lo đầy đủ, nấu nào ngay lo, phải nó ăn không nghe, cũng mình cũng ăn trong đó. Yeah. Nhưng mà chị cũng lo gấp chu toàn. Tôi đó thì chú nó bán mấy ngày trời chưa bao giờ nó mua gì một miếng gì 1.000 đồng bạc con gia đình mà cũng chợ. Chưa biết là lời lỗ luôn hả cô? Không biết, tôi không bao giờ hỏi con lợi nhiêu con lỗ nhiêu, không bao giờ. Chưa bao giờ mua cho tôi 1.000 đồng miếng bánh nào mà cục kẹo gì đó. À. Đồ ăn tự tôi lo, tự tôi sức tôi lo hết. Đến đổi mà tiền nó ăn sáng, mấy bữa nào cũng đây mắc mận không đem cơm qua được thì tôi có cho tiền này mua cho vợ mẹ ăn đi, mình bữa nay mình không có đem cơm qua cho nó được. Ừ. Tôi cũng vẫn lo cho thằng này kia nó qua bển mua cho. Yeah. Nó chưa bao giờ nó đem gì nó mua cho tôi một cọng rau cọng hành ở mẹ. Yeah. Nay con lời số tiền này mua cho mẹ cọng rau hoặc tép hành gì. Yeah. Chưa bao giờ mình ra vốn cái ba cái tủ mà để bán rồi thêm những cái vốn đó bây giờ còn không hay trả ra hay là ôm luôn? Ôm đi hết toàn bộ. Yeah. Luôn có cả. Ừ. Ở vậy tôi không ngờ mà nó ra đi vậy mà nó còn nói một câu như vậy á.
Thật nói luôn. Đó, tôi nói giờ tôi cũng không mong muốn nó gì. Đó, nhưng mà nếu nó làm thì thật vậy, đồ đạc của tôi á, thì nó phải hoàn trả lại hết cho tôi. Nó thương yêu thì nó về vợ chồng chung sống. Những cái ngày mà tôi đi nói nó, cho người ta. Tôi đi nói nó tiền xe, tiền cổ, tiền này, tiền kia, tôi tính hết cho nó hoàn toàn, nó trả hết rồi cho tôi. Cái này, câu chuyện này là câu chuyện do mà cô này có cái vấn đề chứ không phải do gia đình. Thì tất nhiên những cái việc mà nếu mà cô không ở thật sự thì bây giờ mình trả tiền đó là đúng hợp lý, hợp tình thôi. Chứ phải trả chứ cái này là đi về đâu có được. Đi về là gọi là lừa đảo rồi. Số tiền cũng vàng cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Mà bây giờ thì biệt tâm mà, biệt tâm mà tích rồi. Đó thì một những cái hình trên màn hình thì quý vị một tí xíu mà quý vị thấy ha. Thì có thể liên hệ chỉ giúp cho gia đình để gia đình có thể mà có hướng giải quyết gửi trình với cơ quan chức năng gần nhất. Hoặc giữ đó thì liên hệ gia đình để gia đình đến xử lý cô này ha. Chứ giờ cô này dạng trốn chứ không phải là để vậy đâu. Nó trốn nó đi một cách là không có công khai nữa. Theo cô biết là ban ngày hay ban đêm cô? Nó đi là đi ban ngày đó. Đi ban ngày là để nó đi bán là đi luôn cho chắc sáng đi quá. Bán là đi luôn á. Dạ. Coi như là giờ này là hết cái tin tức nó luôn rồi đó. Nó cắt điện thoại nó chặn hết rồi. Dạ. Không cái số còn... của bây giờ người khác gọi được không? Chắc cắt luôn. Không luôn, cắt còn cắt hết. Coi như là nó biết mình như mình banh động của nó rồi. Dạ. Nó không dám nghe. Những người lạ, người quen gì mà không bao giờ nó dám nghe. Nếu nó nghe thì nó bại lộ đi. Dạ. Nói chung là mình nói vậy nó đi. Chị Linh này có đi xe riêng hay là đi như thế nào cô? Có chiếc xe riêng. À, bây giờ hơn. Không có nhớ cái bản số của nó. Xe gì cô? Xe gì nhớ không nhỉ? Chiếc Hilux. Hilux hả? Dạ. Chiếc mới hay đời cũ? Đời mới. Hãy nhớ mẹ bản số là B2 á. 62B2 mà em quên mất nhớ ba số em nhớ là chú đuôi nó là 09. Ừ. Cái màu trắng như vậy à? Màu đen. Trắng hay đen? Trắng đen. Đen. Đúng rồi. Nó mua nó lấy bản số của Long An gì á? 62 à? 62B2 09 đuôi mà không nhớ ba số đầu. Không nhớ ba số đầu. Vậy là đó phải là dân của Vĩnh Long ta. Ừ. Tại vì cũng biết tại vì nó ở không phải là đang hộ khẩu ở Long An. Long An mua được rồi có cái không mua xe mình càng mua xe của người ta lại không đổi bản số mình được. Rồi theo anh biết là cái số và bản sao? Bản tên người đứng tên xe của chị Long An là người khác. Nó đứng. Nhưng mà vậy là vậy là hộ khẩu Long An rồi. Vậy là nó mua chính thức của nó rồi. Cho nên là tìm cái thông tin hộ khẩu ở Vĩnh Long thì họ ta tách ra đâu có thì tìm được. Đúng rồi, mở ra là có chị mẹ với anh đó thôi. Đó. Nguyễn Thị Hồng và với thằng anh đó Tinh Tâm ở ngoài Tiên Dũng. Nàng này cao siêu quá rồi. Quá cao thủ rồi. Thì cũng nhờ cô chú anh chị ở Long An đó hoặc là ở lân cận đó có ai biết là được. Số đuôi là 09. Dạ. Yeah. B2. À, B62B2. Nhưng mà anh nhớ số đuôi 09 ba số chứ không nhớ ha. Yeah. Là chiếc xe Alac. Dạ, Alac màu đen. Dạ. Có trắng không? Đen không luôn. Đen ngầu. Đen không. Hai kính. Đen nhám hay đen bóng? Đen bóng. Đen bóng đó cả nhà. Thì cả nhà thấy ở đâu cái cô này thì cái bức hình thì một tí xíu mình có trên màn hình để cả nhà xem ha. Là chỉ giúp cho gia đình đó cái hình nhận dạng đó. Thì cái bức hình với cái chiếc xe đó thì quý vị thấy thì dễ mà. Gặp thì chỉ giúp cho gia đình đi. Nha. Mấy anh tin mạng rồi với công an mấy anh chị rồi tin mạng đó ở gặp nó báo công an ở đó giữ giùm dạ, gần nhất dùng, dạ. rồi báo cho gia đình giùm và em nói với mấy anh chị lứa tuổi với em á, em 34, anh chị nào mà nhỏ tuổi nữa mà ai mà có quen với nó hãy cẩn trọng, nó là một người lừa đảo đó. Cảnh giác không? Cái này là cảnh giác kịp thời nếu mà ai đang sắp sửa bị như anh, trường hợp như anh. Thì gần nhất thì ở đây cũng Long An cũng có một vụ chị tên Tiền gì đó cũng lừa hơn 100 triệu mà đối với anh là 11 ngày. Còn người đó là chỉ trong đêm thôi là đã hơn 100 triệu rồi. Nói luôn là con nhỏ là Nguyễn Trúc Linh nha, anh chị tên cộng. Nguyễn Trúc Linh 41 tuổi. 41 tuổi, tuổi người tức chó. Rồi giấy chứng minh là địa chỉ đâu anh nhớ không? Giấy chứng minh là ở Long An. Long An rồi. Ở Long. Sao Vĩnh Long mà sao mà bản số xe là đứng tên gì được ta? Không biết. Có phải là giấy chứng minh giả nhiều khi làm giả cũng chừng không? Không biết nữa, sinh ngày 9 tháng 12, 1981. Mới sinh nhật năm mấy ngày. Có nhiều khi anh đọc bị lẫn lộn là nơi cư trú khác nha, nơi tạm trú. Anh cho em hỏi là anh có thấy giấy chứng minh của chị Trúc Linh này không? Giấy căn cước. Căn cước có hai địa chỉ nha.
giấy căn cước em chỉ nhớ được cái ngày ngày tháng năm sinh. Nhưng mà em, anh cho em hỏi là anh có tận mắt anh thấy được cái giấy căn cước của chị Trúc Linh chưa? Có. Giờ người ta không có gì. Không. Tại vì cái đô video trước á là có chia sẻ là thôi tại sao không làm giấy kết hôn. Ảnh giấu. Nó thấy trong cốp xe mà nó ảnh giấu trong cốp xe, ảnh còn thương, lúc đó còn thương ảnh giấu. À. Nhưng mà cái cô Linh này cổ cũng có ý muốn lừa đảo, kêu mẹ chồng á muốn có giấy chứng minh căn cước sớm thì đưa cho 1.2 triệu hoặc 1.5 triệu thì trong vòng 1 tháng có. Kêu tiền để lấy là căn cước mà thật sự căn cước nếu mà con đưa giấy mất à có thật không nghe tại tôi nói giờ con có giấy căn cước rồi mẹ mua bảo hiểm nó nói 1.5 tháng lận nhưng mà bởi nó kêu lấy liền lo liền lo lấy liền là 1 tháng là 7 triệu nhưng mà lúc đó anh nghiệp anh biết mà anh giấu anh còn thương anh giấu à lo che thì tôi cũng có nói thằng này nói hỏi thằng Linh có giấy chưa mẹ sẵn 3 người mua luôn cho nó rẻ bảo hiểm á rồi nó nói vậy rồi tôi nói vậy thôi mua của mình trước đi đừng chuyện rồi nó mới nói thấy chị mà cô này cũng... không có muốn biết là địa chỉ chính xác của cô bởi vì cô mới giấu giấy chứng minh không có cho đúng rồi nó đâu có lòi ra nếu lòi mình biết con nhỏ từ cái đó mà gia đình sao? Không có suy nghĩ đó là cái sự tính toán rõ ràng của cô ta thì bởi vậy mình cũng đâu có ngờ chú mình tính nó không đưa thì thôi nó nói nó chưa có giấy mình cũng nghe nó chưa có giấy chứ đâu có biết nói lừa đảo gì vậy. Nếu một người con gái mà yêu thương gia đình chồng mình mới cưới nữa mà nghe đi mua bảo hiểm vậy mừng muốn chết chứ đâu có nơi nào mà giấu lo lắng tới mức độ bảo hiểm luôn hả cô thấy chú thấy tôi lo tôi nói giờ hỏi nó đi đằng 3 người mua cho nó rẻ mua gia đình kiểu gia đình một kiểu gia đình á chỉ thương nó dữ lắm chứ đâu phải mình thương sao mua bảo hiểm đi chứ đâu vậy? Phải mình cưới con tôi về mình bỏ nó bệnh đau chết gì vậy nó đâu không không phải vậy gia đình tôi không gia đình tôi không không có đối xử như vậy rồi thằng này quần áo là tôi lại chơi thường lắm là nó giặt không á đó trời ơi nói chung bây giờ hỏi khi mà hỏi anh Nghiệp bây giờ nếu mà ai mà còn chủ động thương anh còn dám nữa không anh Nghiệp sợ luôn hả rồi, cú sốc đầu đời cái này gọi là cú sốc đầu đời à, là lần đầu cưới vợ luôn đó chứ mới cưới vợ lần đầu mà bị dắt ngã như vậy thì cũng hơi bị ngán ha Nghiệp ha thôi mà từ từ cũng tỉnh lại anh kiếm cũng có người đàng hoàng với anh chứ đâu phải mỗi người mà đi gặp vậy không rồi vậy thôi thì con cũng cảm ơn cô Tư với anh Nghiệp với lại bác gái chia sẻ ha thì cuối clip thì con cũng chúc bác gái với lại dì Tư với lại anh Nghiệp sức khỏe thì anh Nghiệp cũng gắng vượt qua ha anh ha dạ thì con xin phép bác gái với lại dì Tư với lại anh Nghiệp cho phép tụi con đăng cái video clip này lên ha em cảm ơn bố anh vợ dạ ủng hộ giúp em dạ cảm ơn cuối clip rồi cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng và khán giả trân trọng biết ơn dạ